Hello, hello. Nay vô làm boss nha, nay vô thôi phá đảo boss xong nay rảnh mấy em ơi. Nay vô làm xong nốt con boss này đi. Cho đỡ vướng bận chân đời. Cày full đồ rồi, bây giờ chỉ có vô đánh thôi. Rồi, chích thuốc vô. Mới đi lượm thêm bộ pha kê về luôn nè nè, đó mới mới lượm thêm bộ pha kê nữa. Rồi, ôm đồ vô cái nào. Chế thuốc đồ xong hết rồi. Thể lực. Đồ lên quýnh ơi, chương cuối rồi. Mày biết bao nhiêu công sức chế tạo dược liệu rồi, chỉ dành cho giây phút này thôi. Đúng rồi, cắn vô. Đúng rồi, trời ơi. Đúng rồi, đúng rồi. À, cái bình này dùng phát ở đây luôn à. Rồi. Rồi. Này con này có skill đánh đóng băng nữa. Rồi. Nghe nói mày có skill đánh đóng băng đúng không? Kháng hàng luôn. Kháng hàng thì còn bao nhiêu thuốc gì chơi hết. Tầm này có bao nhiêu thuốc gì chơi hết, kháng hỏa rồi, nhiễm độc. Kháng hỏa, ở đây kháng hỏa đây. Rồi, con khỉ này đủ hết skill lắm. Không, không, này là vô anh 400 dương tiễn rồi. Mày. Chà, cái gì mới vô bị nó chụp luôn vậy? Trời ơi. Anh trai ơi, bình tĩnh tí anh trai ơi. Ui, cái gì vậy? Ui. 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 Bớt làm tao khó chịu đi. Úi dồi, né nữa. Ôi, né. Ui sao có chụp được, ui sao nó chụp được hai lần vậy ta. Ui. Ê, trời ơi, không né được luôn. Rồi, tay một. Nãy giờ luyện tập mấy ngày nay rồi. Ui.
nó gì hết tất cả phân thân của mình luôn à. Ủa hồi đó mình còn một phân thân. Mình vẫn còn một con phân thân. Ở cha lại chụp nữa. Ủa né hai con miệng nó chụp hai cái luôn à. Anh trai ơi đầu quá anh trai ơi. Anh trai ơi đầu quá anh trai ơi. Mẹ nó có skill. Ủa sao mẹ nó có skill phá giải hóa giải phân thân à. Ui nó phân thân ra nữa hả? Mày 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 chả lẹ. Ui anh ơi mình đã anh ơi bình tĩnh anh ơi. Nó lực quá. Hai con luôn đủ. Ây da ghê. Biến hình quá như tụi này chịu hết nổi rồi. Ủa cho nó né hoài ta. Ủa nó đâu rồi? Ôi nó chơi chiêu kìa. Má nó cứ một trò lặp đi lặp lại hoài khó chịu thiệt chứ. Ui đúng rồi. Ôi xong rồi. Mày thằng này đánh Dương Tiễn rồi, bữa đánh Dương Tiễn rồi, tao đánh Dương Tiễn trước khi tôi đánh tới đánh Ngộ Không mà. Cái gì? Chết rồi, nó thấy được kẻ như ý của mình rồi. Phân thân chi thuật, khẽ chung, cảm ơn chung chỉ chinh.
Vô. Để luôn mọi người. Ờ, nó biến hình, nó biến hình. Kiểu gì mày chả biến hình, kiểu gì mày chả biến hình. Đúng không? Kiểu gì mày cũng phải biến hình thôi. Sao mà dễ gì được. Ủa mà lỡ phay này tôi chết, lỡ phay này tôi chết xong rồi tôi uống lại ngủ không không? Ờ, biến hình rồi, biến hình rồi. Đây rồi, đây rồi. Nhạc lên rồi, nhạc lên rồi. Đây, cộng lông cũng ngủ không. Trời ơi, anh chơi đồ. Rồi, chơi đồ rồi, tới phiên tôi, chuẩn bị tới phiên tôi không? Ngủ không này chơi đồ, tới phiên tôi cũng phải chơi với ông ơi. Chuẩn bị tôi chích đồ rồi. Trời ơi, ông bạn có đồ, tôi cũng có đồ vậy. Tàn thân đại thánh. Rồi ok ok, chích đồ mấy anh em ơi, chi một chích đồ mấy anh em ơi. Rồi công sức bao nhiêu đồ để dành tích góp tới thời điểm này thôi mấy anh em, để dành chích đồ mấy anh em ơi. Ui ui, từ từ đẩy thánh, đợi con tí được không, từ từ đẩy thánh. Rồi để an toàn rồi, để quýnh một lần qua luôn mấy anh em ơi. Rồi từ từ đẩy thánh, cứ từ từ đẩy thánh, cứ từ từ. Đâu rồi, đồ đâu rồi? Đâu rồi, đồ ấy hả? Giảm sát thương từ từ, giảm sát thương gánh chịu trước. Đại thánh cứ đứng đó đi, đại thánh cứ đứng đó đi, từ từ, đại thánh. Đại thánh cứ đứng đó đi, đại thánh cứ từ từ đứng đó đi, đại thánh. Đại thánh cứ đứng đó đi, cứ từ từ. Ây da, từ từ, đại thánh cứ bình tĩnh. Đúng rồi, đại thánh cứ quýnh nó đi, đại thánh cứ đứng nó đi. Đúng rồi, đại thánh cứ đu đi, đu gì làm từ từ, để nó chưa đắp đồ xong, đại thánh cứ bình tĩnh. Đại thánh cứ bình tĩnh. Ờ đúng rồi, đại thánh cứ muốn gì muốn đi, chưa xong đại thánh rồi, chưa. chưa từ từ, đại thánh cứ từ từ, đại thánh cứ từ từ. Rồi. Rồi vô. Vô đại thánh, vô hiệp 1. Đúng rồi, đại thánh ơi, đúng rồi. Hiệp 1. Ui, đại thánh ơi. Ui, đại thánh, đừng, từ từ cho chị ăn cái này đến ơi. Rồi, từ. Đúng rồi. Để đánh xong à. Đỡ được cái chiêu gì được. Trời ơi. Đỡ. Bao nhiêu tài sản đấy, chỉ đỡ tới giây phút này thôi mà để đánh. Trời ơi. Vậy đây lại hút linh căn nữa nè, hút mình nữa nè, hút cái gì hút hoài vậy? Rồi hút hết linh căn của mình luôn à, hút hết luôn à. Thôi, đại thánh quên rồi, đại thánh có một cái mà đại thánh không cướp. Trời ơi là cướp đồ. Đại thánh cướp linh căn làm gì, mấy cái thứ đó không quan trọng. Đại thánh cướp mấy cái đó làm gì? Rồi. Đại thánh cướp mấy cái đó làm gì? Nào, đại thánh cướp mấy cái đó làm chi cho cực vậy đại thánh ơi. Rồi, phải giới thiệu đúng không? Nó hồi lại không? Ui. Đại thánh cướp mấy cái đó làm gì? Thứ đại thánh còn cướp là cướp đồ cơ, là cướp đồ cơ. Ủa, đứng trong, ui. À, đại thánh biết chơi đồ không? Đại thánh biết chơi đồ không? Đại thánh làm gì biết chơi đồ? Chơi. Đại thánh làm gì biết chơi đồ đúng không?
cái thứ để thánh cần lấy, để thánh không lấy. Đại thánh làm gì biết chơi đồ? Trời ơi, đại thánh làm gì biết chơi đồ? Đại thánh làm gì biết chơi đồ? Đại thánh làm gì biết chơi đồ được? Đại thánh làm gì biết chơi đồ nhỉ? Nhỉ đại thánh làm gì biết chơi đồ? Sao mà đại thánh đỡ được? Ôi da 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 da, đâu? Ơi, đại thánh làm gì biết chơi đồ được? Á cha, lại hụt ba. Chết mẹ, còn có 13 mình nào đủ nữa không vậy? Thôi. Đại thánh làm gì biết chơi đồ? Đại thánh làm gì biết chơi đồ? Này, đây. Đại thánh làm gì biết chơi đồ? Ui, hồn vé. Ui, cho thổi ngay. Ôi, cắn đúng, lì. Đại thánh làm gì biết chơi đồ? Đại thánh làm gì biết chơi đồ? Vô. Ôi da, đại thánh làm gì biết chơi chồng trai số 5 con kiếm mày ta. Đâu. Ôi. Từ, đại thánh ơi. Đại thánh cứ từ từ ôi da. À, đúng rồi, đại thánh cứ mình đồng gia sắc muốn làm gì làm. Đại thánh muốn làm gì cứ làm. Ôi cha, chẳng lại hụt ơi, chết mẹ. Ui, rồi không sao, đỡ được. Cắn vô. Má, sao gõ không đâu ta? Chí mạng đi anh ơi, chí mạng mới đánh được lần. Gì? Ây da, ui. Ném mày. Ây da. Sử dụng quẹt ba tiêu. Ám khí. Rồi câu giờ. Ui. Rồi ok. Cắn đùi đi ngủ không. Đúng rồi, dám lại cài lại thánh. Ra. Cắn đồ. Né. Trời ơi. Không, cha chích miệng cái gì nữa vậy? Chết mẹ rồi, để đánh bắt bài rồi. Để đánh lấy đồ của tôi rồi. Chết rồi, để đánh lấy đồ của tôi rồi. Trời chết rồi, để thánh lấy bình rượu của tôi rồi, giờ sao đây? Ủa còn mà phải hai à? Ôi không sao, biến hình kỹ thuật. Trời ơi, biến hình kỹ thuật. Vô đây, để thánh để thánh sao không có đỡ được trường hợp này đâu. Trời con này em ném mượt lắm, để thánh ơi, biến hình kỹ thuật. Trời ơi. Ồ, đại thánh muốn lại con này đâu. Em muốn con này hơi bị dẻo, đại thánh ơi. Dọ, đại thánh muốn gì lại con này. Đại thánh sao đỡ được con này được. Đại thánh sao mà đỡ được con này. Ái da da. Ui. Đúng rồi. Không phải chơi đồ với em ơi, phải chơi đồ. Đây rồi, giờ cụ có bao nhiêu chiêu thức đại thánh cứ rút hết lên cho đi. Trời ơi. Cái thứ mà đại thánh cần lấy không lấy. Trời ơi, sức mạnh của tôi không đến từ trang bị, không đến từ linh căn. Đại thánh quên rằng tôi là luyện dược sư ư? Thứ mạnh nhất của luyện dược sư là gì? Gục chưa? Rồi, gục rồi mấy anh em. Rồi má vua chơi đồ luôn. Trời ơi, chúng ta để gọi là chiến thắng thì còn làm gì? Mình quýnh mỗi người một cách chơi mấy em ơi. Mày cách chơi tôi là luyện dược sư mà. Tôi là sư phụ của tôi là tiêu viêm mà. Trời ơi, giỡn hoài mấy em. Sư phụ của tôi là tiêu viêm mà. À, đây là 6 lục căn của Ngũ Không. Cướp của tôi làm gì? Thứ anh cần cướp của tôi là đan dược. Game có đồ mấy anh em ơi, rồi đó nhập vô.
你们一定都听过关于他的故事。 Ờ, nhập vô. Y như là giáp Dragon Man bay vô người vậy. Thắng sân chỉ đạo là chân kinh. Phong là đấu trận sinh phố. Anh đánh dương rồi, anh đánh dương tiễn hôm qua, hôm bữa trước rồi. Hôm bữa trước đánh rồi. Không, tự nhiên hiền quá, tự nhiên mấy vị mấy em nói gì anh lấy của tôi là lấy à. Thắng phố đó. Tôi là đệ tử của dược sư mà diệt tiên lão sư rồi anh em. Anh này là happy ending rồi, hôm bữa tôi đánh đánh dương tiễn rồi, dương tiễn dễ ồn mấy anh em à. Dương tiễn tôi đánh rồi, dương tiễn tôi đánh hôm chủ nhật dương tiễn đánh hôm chủ nhật rồi, vừa mới lấy xong bộ đồ rồi xuống tôi lấy dương tiễn luôn mà, để lấy happy ending luôn mà. 你们一定没有听过. Không, tự nhiên game có đồ mà không cho cắn. Mấy ông phim Trung Quốc mà, mấy ông thấy phim Trung Quốc không, thường khi mà quýnh với nhau là mấy ông thấy người ta cắn tiên dược vô ông. Tôi tự nhiên mấy ông, tôi là đệ tử của anh Tiêu Viêm mà, tôi đệ tử của anh Tiêu Viêm, tôi phải cắn thuốc chứ anh em. Trời ơi, mình là luyện dược sư rồi. Tuy võ công mình không cao nhưng mà thủ độ mình phải có thừa, đúng không? Trời ơi. Rồi đại thánh vô cái thứ đại thánh không phải thu hồi linh căn, không phải thu hồi cái bình thuốc, đại thánh không thu hồi trang bị đâu, thu hồi thuốc. Thôi đừng đeo vô nữa, đừng đeo vô nữa ông nội, con quýnh dương tiễn rồi, đừng đeo vô nữa, đeo vô nữa tôi khóc luôn á nha. Nó đeo vô không vậy, nhớ quýnh cái này là happy ending mà đúng không? Ủa đừng đeo nha. Tôi nhớ là quýnh dương tiễn là không đeo vô đúng không? Đúng rồi, quýnh dương tiễn xong là không có đeo. Đúng rồi, vậy em ơi, mình là phải theo luyện dược sư, mình là đi theo ngành luyện thuốc thôi, mình không đi theo con đường nào hết á. Anh làm chui nên chưa vậy? Đâu biết đâu, đây là lần đầu tiên tôi quýnh xong mà, hôm nay tôi mới chơi xong mà, tôi quýnh dương tiễn rồi. Không biết là có được hay không thôi. Hôm nay là mới xong lần đầu tiên, sau kết thúc sau 14 ngày bên em. Như tôi chơi từ hôm lấy máy là hôm ngày năm tới bây giờ là ở đường tuần, đúng tuần chơi game, đúng tuần. Dương Khôn, Lũ Yên Đa Nạo Thiên Cung, Vũ Y Sinh Sinh Phả Lý, Gia Tại Vũ Hình Sơn Xa. Ôi qua game sau mà gặp ai mà có lò luyện đan nữa, lấy thêm cái lò, hình như qua sau là qua có DLC là có thêm cái lò luyện đan luôn mấy anh em. Cảm ơn anh Cáo, vì cảm ơn anh Cáo vì đã cho em những bình thuốc quý giá đó như vậy. Cảm ơn mấy anh em chích lõ luyện dược sư, cảm ơn sư phụ Tiêu Viêm. Na Si xúc phạm lên Thượng Thiên, Vũ Đế lý tử 30. 只等积闲了米进，高铁的面进，灯寮断锁停，那方才该下雨嘞。 Game này anh mua bú liếm sao em lại nói bú liếm? Anh Cáo gánh còng lưng đúng rồi, anh Cáo gánh tôi còng lưng để giúp tôi chỉ cho mấy anh em cái cách mà mấy anh em đi vô để mấy anh em lấy thuốc nhiều cho, để chỉ cho mấy anh em cái lấy thuốc nhiều cho. Đảo mấy anh em, không tôi nói tôi end boss là cấp 100 mà. Không, mình chơi ngu, mình không có thực lực, mình không có trình độ thì mình hãy chơi thuốc. Thì mình hãy chơi thuốc mấy anh em ơi, bữa tới dương tiễn á mấy anh em thấy quýnh, thấy tôi quýnh dương tiễn không? Ê, tôi quýnh dương tiễn, tôi quýnh chút xíu xong rồi chích đồ vô. Tiêu. Ui, ui, đã vậy rồi anh em mới ngồi coi. Tiêu.
Uầy, xong rồi làm thêm sau này ra Blackwood Wukong, xong ra thêm quả game tay hành ký nữa thì đẹp hơn. Mà tôi chơi gì chứ nó ra thêm quả tay hành ký nữa thì đẹp. Hành trình Ngộ Không đánh lên tới gì ta quên tên đúng nghĩa, nhưng trong đầu quên mất rồi. Đánh lên tới Ngọc Hoàng luôn rồi. Thiên đình, đánh lên tới thiên đình luôn. Mẹ ra đều ra quả DLC đánh lên tới thiên đình luôn. Tì. Đúng rồi, nhưng mà bạn tôi không mua DLC mọi người à. Để cái DLC sau chắc nó mua á, DLC sau nó mua á. DLC này chỉ cho mấy niềm cái trang phục thôi à. Không, thằng bạn tôi chỉ có mua, bạn tôi chắc chắn nó mua rồi. Trời ơi, hay gì mà, đúng không bạn tôi? Còn bạn tôi đây không đi làm à. Bạn tôi nó mới lãnh lương rồi, giàu lắm. Hỡi các huynh đệ, cái khảo hữu huynh đệ của ta, nâng chén tiên sầu. Không, game không có combat nha, game này là game không có combat nha, game này là game cái gì đấu phá tương khung nha. Hơn quá, dạo này hay coi anh Tiêu Viêm vô làm được nhiều thứ phết mấy anh em. Ủa xong rồi hả?